Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chương trình đầu tiên của ngôn ngữ lập trình Java. Thì như chúng ta cũng biết, theo truyền thống trên toàn thế giới, trong các đơn vị đào tạo, các trường đào tạo, đặc biệt là về đào tạo lập trình, thì bao giờ khi mỗi khi mà chúng ta dạy một ngôn ngữ lập trình mới thì chúng ta sẽ giới thiệu một chương trình là Hello World. Tại sao người ta lại giới thiệu chương trình này? Bởi lẽ trong chương trình Hello World thì nó vừa đảm bảo được các yếu tố là đơn giản, trong sáng, dễ hiểu, nhưng đồng thời nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần cú pháp cơ bản nhất của một chương trình để mà giúp cho những người mới học có thể hiểu được về các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình đó. Thì cũng theo truyền thống thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta sẽ viết một chương trình Hello World bằng Java đầu tiên như thế nào. Thì ở đây là màn hình của NetBeans. NetBeans là một trong những công cụ mã nguồn mở rất là thuận tiện để mà phát triển và xây dựng nên các cái chương trình Java. Thì Java là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, vì vậy có rất nhiều các công cụ để hỗ trợ cho ngôn ngữ lập trình Java, ví dụ như là NetBeans, Eclipse, IntelliJ, Visual Code, vân vân. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng NetBeans để giới thiệu với các bạn vì nó cũng rất là dễ sử dụng. Thì ở bên phía bên trái là cửa sổ Project. Đây là cửa sổ mà cho phép chúng ta quản lý các cái dự án Java. Ở phần giữa là cửa sổ soạn thảo. Trong cửa sổ này thì chứa các cái chương trình và chứa màn hình để chúng ta có thể là viết mã nguồn để soạn thảo các chương trình Java. Ở phía bên dưới là cửa sổ output. Đây là một cửa sổ mà dùng để hiển thị kết quả của các chương trình Java. Để có thể bắt đầu lập trình với các ngôn ngữ, với ngôn ngữ lập trình Java, thì chúng ta sẽ tạo ra một project mới. Chúng ta chọn kiểu project là Java Application. Sau đó chúng ta nhập các thông số của project. Ở đây thì có một số thông số. Thứ nhất đó là tên project. Chúng ta đặt tên. Ở đây thì mình sẽ để tên là Demo Java OOP 2020. Thứ hai đó là Project Location, tức là cái vị trí để mà chứa project. Mặc định các project sẽ được nằm trong thư mục, đó là NetBeans Project. Phần tiếp theo là các thư viện, thì chúng ta có để nguyên là cái nơi mà chứa các thư viện trong cái dự án. Và một cái phần nữa đó là Create Main Class, thì chúng ta bỏ chọn, có thể chọn hoặc là không. Main Class là một lớp của Java, một cái file mà có chứa phương thức main. Thì chương trình Java sẽ bắt đầu thực thi bằng phương thức main. Tiếp theo chúng ta chọn Finish để tạo ra project. Thì như vậy NetBeans đã tạo ra project có tên Demo Java OOP 2020. Và trong này có một cái thư mục có tên là Source Package. Thư mục này chứa các file mã nguồn. Thứ hai đó là thư mục Library, chứa các thư viện. Để tạo ra một file mã nguồn Java thì chúng ta kích chuột phải vào mục Source Package, chúng ta chọn New và chúng ta chọn là Java Main Class, tức là một cái file mã nguồn mà có chứa phương thức main. Ta đặt tên class, ở đây đặt nó là Hello World. Thì NetBeans đã sinh ra một cái class có tên là Hello World. Class là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong những phần tiếp theo. Thì ở đây có một cái chú ý của các bạn, đó là file mã nguồn của Java thì và tên class thì sẽ trùng với nhau, bắt buộc. Đấy là quy định của ngôn ngữ lập trình Java. File mã nguồn Java thì sẽ có cái đuôi là .java. Và tiếp ở trong cái
Glass thì nó sẽ cặp dấu ngoặc nhọn mở đóng ngoặc. Cặp dấu này thể hiện thân của Glass. Chúng ta cần phải viết code vào bên trong cặp dấu này. Tiếp theo đó là định nghĩa của phương thức main. Đây là quy định của Java. Phương thức main là phương thức mà dùng để bắt đầu thực thi một chương trình Java. Tất cả mọi chương trình Java sẽ được thực thi bắt đầu từ phương thức main. Thì để mà hiển thị được các kết quả thì chúng ta cần viết mã vào trong phương thức main. Để in ra màn hình, chúng ta dùng câu lệnh, nó là system.out.print. Print thì các bạn nhớ là có hai phiên bản là print và printline. Printline khác print ở chỗ là printline là in xong thì con trỏ bàn phím sẽ xuống dòng. Và có một cái điều mà các bạn chú ý, đó là Java là một ngôn ngữ lập trình phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy khi viết mã các bạn cần phải chính xác. Sau đó chúng ta nhập một chuỗi vào, đó là hello world. Lưu ý là chuỗi ở trong Java thì được thể hiện thông qua cặp dấu nháy kép. Sau khi đã viết xong, chúng ta save lại. Và để thực thi chương trình, chúng ta kích chuột phải vào cửa sổ soạn thảo. Chúng ta chọn là run file. Hoặc các bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt, đó là shift F6. Thì sau khi thực thi, chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cửa sổ output là cái dòng chữ hello world đã được hiển thị ở bên dưới. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về chương trình đầu tiên cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình Java, in ra một dòng chữ là hello world. Chúc các bạn học tốt.